tớ là Thỏ. Các bạn đang xem cuốn sách của tự nhiên. Quyển sách này viết về thế giới động vật. Và trong mỗi chương, bác gấu sẽ kể cho các bạn nghe về một người bạn của tớ. Nhanh lên, chúng ta sẽ muộn mất. Bơi sát nhau và đừng để bị lạc đấy. Ngày hôm nay sẽ rất bận rộn. Sẵn sàng lên bờ. Nhanh lên. Đi nào. Xin lỗi. Hình như họ đang nói về chúng ta. Câu chuyện đó thật thú vị. Họ nói chúng ta thú vị đấy. Bác ấy đây rồi. Không thấy bác ấy. Tôi nghĩ hôm nay sẽ có mật ong. Mong là bác ấy đến nhanh. Kia rồi, bác ấy đang tới. Các bạn đã có mặt đủ cả rồi ư? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuốn sách của tự nhiên. Câu chuyện hôm nay là về chồn. Đúng là một ngày tuyệt vời. Bụng mình đã no cá. Vậy mà vẫn còn một con để mang về. Khá hơn rồi. Khúc cây đẹp quá. Cậu có con cá đẹp thật đấy. Nhưng phải cẩn thận nhé. Người ta có thể lấy mất. Đây cầm lấy. Cẩn thận xương cá nhé. Cảm ơn anh. Tin tôi đi, mấy cái xương cá nguy hiểm lắm. Tôi không thể chịu nổi. Chuyện gì với anh vậy? Tôi bị mắc xương trong họng. Đã nhiều ngày rồi. Nó làm tôi phát điên. Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi không thể lấy nó ra. Cậu giúp tôi được không? Xin lỗi, tôi phải về nhà. Tôi không biết tôi có thể giúp gì được. Tôi xin cậu hãy thử xem. Nếu cậu giúp tôi thoát khỏi nỗi đau này, tôi sẽ mang ơn cậu suốt đời. Tôi không muốn anh phải chịu đựng như vậy. Để xem tôi có thể giúp gì. Nếu anh quay người lại, tôi sẽ vỗ vài cái vào lưng anh được không? Nhưng đừng làm tôi đau nhé. Anh ho thật mạnh vào. Anh cúi thấp xuống đi. Anh cúi xuống thấp nữa đi. Tôi chỉ có thể làm được thế thôi. Đừng bỏ cuộc. Lại đây xem cậu có thể với tới nó không.
Đây rồi, tôi thấy rồi. Anh há miệng rộng ra. Mừng quá tôi đã lấy được xương ra giúp anh. Cái xương à? Tôi thoát rồi. Tôi lại ăn uống được rồi. Tôi phải đi đây. Cậu nói gì? Muộn rồi, tôi phải mang cá về nhà. Đừng vội. Ngươi không thấy ta đang đói à? Cho ta nếm thử con cá nào. Không, trả lại cho tôi, đó là cho gia đình tôi. Ta có thể ăn được rồi. Nhờ ngươi đấy. Ngươi không muốn ta chết đói phải không? Sao anh lại vô ơn thế? Ngươi nói gì? Ai vô ơn? Ta chỉ muốn chia sẻ con cá của ngươi. Tin ta đi, ta còn muốn ăn thịt tươi sống hơn cơ. Ngươi có gợi ý gì không? Ngươi đã rất tốt với ta. Ta sẽ để ngươi quyết định. Nghĩ đi. Mang nó lại đây. Đừng sợ. Mang nó lại đây và đặt lên khúc gỗ này. Rồi lọc hết xương đi để ta có thể ăn ngon lành. Ngươi không thể thoát dễ dàng vậy đâu. Đừng nghĩ ngươi nhanh hơn ta. Ta vẫn luyện tập thường xuyên. Nó đâu rồi nhỉ? Ra đây ngay. Chạy trốn có ích gì? Đây rồi, cục bông tội nghiệp. Người nghĩ có thể che giấu mùi cá à? Người còn ngây thơ lắm. Ra đây. Người không thể ở trong đó mãi. Ta sẵn sàng cho bữa ăn hai món rồi. Ta bị mắc kẹt rồi, giúp ta với. Ta chỉ đùa thôi. Ta sẽ không lấy cá của ngươi nữa. Giúp ta với. Không, tôi sẽ dạy cho anh một bài học. Không, ta xin lỗi. Anh phải học cách tôn trọng người khác. Đừng quên điều đó. Nếu lần sau có người làm việc tốt với anh, nhớ đấy.
Mình nghĩ anh ta sẽ không dám làm phiền ai nữa. Chuẩn bị. Cái này sẽ lừa được sói. Gồng cơ bắp lên một chút. Ý bác là thế này á? Đúng rồi. Đừng tỏ ra dễ dàng quá. Tốt, được rồi. Tớ không biết lừng khỏe như vậy đấy. Không tin được đó là cậu ấy. Cậu ấy khỏe thật. Cơ bắp thế kia làm sao tin nổi. Không thể tin được, đúng vậy. Cậu ấy kìa. Lửng, đợi đã. Bức ảnh là thế nào vậy? Cậu làm thế nào vậy? Quả tạ cậu nâng trong ảnh ít nhất phải 100 cân. Cậu làm thế nào mà khỏe thế? Các cậu chỉ cần tìm một thợ ảnh dở như bác chó thôi, hiểu không? Không thể nào. Nó khỏe như Hercules. Ôi không, nó đang tới. Bất ngờ nhé. Chào chó lửng. Làm sao bác biết được? Đó là bí mật của bác. Chắc bác có bí quyết nào đó. Bác có mắt đằng sau đầu. Bác đang làm gì thế ạ? Đây là kính tiềm vọng, dùng để nhìn những thứ mà cháu không đủ cao để thấy. Chỉ cần kéo dài như thế này, cháu có thể nhìn qua tường hay các góc. Cháu xem này. Ồ, rõ quá. Cháu có thể nhìn thấy cánh đồng dâu. Cháu thấy chiếc kính này có ích thế nào chưa? Còn cái gương để làm gì ạ? Cháu có thể dùng nó để nhìn được phía sau mà không cần quay lại. Xem. Chúng ta phải đi xem đấm bốc bác ạ. Nhanh lên, sắp muộn rồi. Cửa khóa rồi. Cho chúng tôi vào với. Không được. Cháu có bị đau không? Cháu không sao ạ. Dùng kính tiềm vọng chúng ta có thể nhìn qua tường không bác? Đúng rồi. Cho cháu xem trước. Ai rồi cũng đến lượt. Thật dễ dàng phải không? Bác có thấy gì không? Được rồi. Hay quá. Cứ như đang ở rất gần vậy. Cho tôi xem với. Cậu xem đủ rồi, tránh ra. Cậu thôi đi. Không phải chỉ mình cậu muốn xem. Cậu nghĩ cậu là ai? Đừng cãi nhau nữa. Bác có cách này để mọi người cùng xem được.
với chiếc gương này sẽ giống như ta đang xem truyền hình. Cố lên. Đúng rồi. Bác đã nói mọi người sẽ đều được xem mà. Bác đúng là một thiên tài. Bác không phải là thiên tài. Ai trong các cháu cũng có thể làm được. Dễ lắm. Các cháu chỉ cần đặt kính ở các đầu kính tiềm vọng và đảm bảo các tấm gương ở đúng các góc. Thế là xong. Cháu sẽ thấy cả những thứ ở ngoài tầm nhìn. Và còn rõ hơn cả khi nhìn bằng mắt thường ạ. Cháu muốn biết tại sao không? Chiếc kính này phóng to mọi thứ. Đó là một quy luật vật lý. Cháu muốn xem. Không phải bây giờ. Cậu chỉ nghĩ đến mình cậu thôi. Chúng ta phải về nhà trước khi trời tối. Chúng ta không muốn gặp sói ở giữa đường. Cháu có thể xem sau. Chúng đây rồi. Bọn chúng sẽ rơi vào bẫy của mình. Chạy thi xem ai về nhà trước nào. Tớ sẽ vẽ vạch xuất phát. Các cháu sẵn sàng chưa? Đứng vào vạch. Chuẩn bị. Chạy. Bắt được rồi. Dù các ngươi có khỏe hay thông minh tới đâu, chúng ta phải dùng cái đầu của mình. Ta sẽ nói cho các ngươi biết ta sắp làm gì. Ta sẽ đi lấy dây thừng để đưa các ngươi ra. Đừng chạy. Sói sẽ ăn thịt chúng ta mất. Có cành cây kìa. Trèo lên đó thôi. Này, nắm lấy. Ngươi trước đi, đồ khóc nhè. Đừng, tôi không muốn chết sớm. Nắm lấy dây thừng và đừng lèo nhèo nữa. Nhanh lên. Tạm biệt. Đừng, chúng ta phải đoàn kết. Ta sẽ bắt được các ngươi. Chúng ta có thể dùng sợi dây này để trốn thoát. Nhưng còn sói ạ? Tớ nghĩ hắn đi rồi. Hắn đi tìm sợi dây khác. Chúng ta làm gì đây? Đưa cái kính cho bác. Đây ạ, bác định làm gì? Chúng ta sẽ biết hắn có còn ở đó không. Hắn có ở đó không ạ? Nhanh lên, không có ai cả. Tiến hành thôi. Sẵn sàng ạ. Không có ai hết. Hắn đang quay lại. Nhanh lên. Dây thừng buộc rồi ạ. Chúng đã trốn thoát bằng cách nào nhỉ? Các ngươi ở đâu? Các ngươi không thể trốn thoát được đâu. Chúng ta đã cho hắn biết tay. Đó là nhờ sức mạnh của kính tiềm vọng. Đúng vậy.
các cháu đều có thể làm được. Chỉ cần các cháu luôn nhớ đến sức mạnh của tri thức. Chúng ta đã học được một bài học thật hay. Cậu nói đúng đấy. Không phải đã đến lúc các cháu tiếp tục học rồi sao? Loài chồn. Chồn được phân loại thế nào trong vương quốc động vật? Chồn là động vật ăn thịt và thuộc họ Procyonius. Chồn là loại vật có kích thước trung bình, được nhận ra bởi vành đen quanh mắt và cái đuôi kẻ sọc. Có bao nhiêu loài chồn và chúng sống ở đâu? Có khoảng 18 loài thuộc họ Procyonius, trong đó có gấu trúc. Chồn được tìm thấy ở Canada, Mỹ và vùng Trung Mỹ. Chúng chỉ sống trong rừng, nơi có nhiều hồ, sông, suối và ít có người ở. Chúng sống như thế nào? Chồn thường chỉ hoạt động vào ban đêm, nhưng đôi khi cũng ra ngoài vào ban ngày. Chúng sống ở nhiều nơi và thường có những giấc ngủ dài vào mùa lạnh. Chúng di chuyển như thế nào? Chồn sống trong cây. Chúng thường nhảy từ cành này sang cành khác và giống như loài khỉ. Chúng cũng có thể chạy rất nhanh trên mặt đất. Chúng thường ăn gì? Chồn thường ăn ếch, cá, sò và hoa quả. Chúng thường rửa thức ăn thật sạch trước khi ăn. Chúng bảo vệ bản thân như thế nào? Chồn là loài vật ưa hòa bình và rất ít vũ khí tự nhiên. Khi bị tấn công, chúng thường phòng vệ bằng răng và móng vuốt. Chúng có quan hệ thế nào với người? Chồn bị săn bắt để lấy lông. Chúng cũng có thể được huấn luyện và trở thành thú nuôi. Chúng có sống trong thành phố không? Chồn xuất hiện ở nhiều vùng thành thị và có thể tìm thấy trên các gác xép. Đó là câu chuyện về chồn. Có thật nhiều thứ để học hỏi phải không các bạn? Nhìn xem, ai đang đến kìa.